Lạy Thầy xin nghe với, chút ước mong xin thương nhận lời. Ngày nào vinh quang tới, giữ chúng con hai bên tạ hữu. Này đoàn con biết rằng, ngày nào sẽ cùng uống chén đắng. Con hạnh phúc vinh hằng, sẽ dối Chúa Cha ban tặng. Vì con Chúa, ngày con sống giữa người trần gian, đã không mong được phàm nhân đến bên phục vụ. Nhưng chính Ngài, dù là đấng thiên sai quyền linh, đã hy sinh dâng mạng sống cứu chuộc chúng sinh, ban muôn phúc vinh. Kìa nhìn xem nhân thế, thấy những ai tay mang quyền hành, họ dùng uy danh tánh bắt chúng dân tuân theo thủ lãnh. Con đoàn con khác họ, khi ai đó quyền to trên dưới, thì làm tôi tớ người gắng kiên nhẫn hiến thân phục vụ. Vì con Chúa, ngày con sống giữa người trần gian, đã không mong được phàm nhân đến bên phục vụ. Nhưng chính Ngài, dù là đấng thiên sai quyền linh, đã hy sinh dâng mạng sống cứu chuộc chúng sinh, ban muôn phúc vinh. Dẫu nắng mưa đã qua bao mùa, mà lòng con vẫn ua, vẫn ước trông vinh hoa trần thế. Mặc dù con biết rằng, đi theo Chúa là uống chén đắng, và thập giá dấu nặng, mây mong tới phúc vinh vinh. Con Chúa, ngày con sống giữa người trần gian, đã không mong được phàm nhân đến bên phục vụ. Nhưng chính Ngài, dù là đấng thiên sai quyền linh, đã hy sinh dâng mạng sống cứu chuộc chúng sinh, ban muôn phúc vinh. Chúa, ngày con sống giữa người trần gian, đã không mong được phàm nhân đến bên phục vụ. Nhưng chính Ngài, dù là đấng thiên sai quyền linh, đã hy sinh dâng mạng sống cứu chuộc chúng sinh, ban muôn phúc vinh.